Dạ, xin mời quý khách. Em trai. Dạ. Anh hỏi em cái này được không? Dạ được, quý khách cứ hỏi ạ. Tối thứ ba vừa rồi em có làm ở nhà hàng này không? Dạ tối nào em cũng làm ạ. Vậy em có nhận ra người khách này không? Dạ em không biết. Khách khứa phòng rất đông, rất khó nhận ra ai với ai ạ. Em ráng nhớ kỹ lại giùm anh nha. Dạ thật tình là em không nhớ. Dạ em xin phép quý khách ạ. Alo, em đang ở đâu vậy? Em đã ra sân bay, chuẩn bị lên máy bay rồi. Tốt quá. Có chuyện gì không anh? Có người đến tìm em hả? Ừ, đột nhiên có hai vị khách đến hỏi cái vị khách mà hôm bữa em đưa về. Nhưng anh đã giải quyết xong rồi, em cứ yên tâm đi. Dạ. Vậy nha. Dạ. Tới nơi còn lại cho anh. Dạ, em biết rồi. Dạ, anh em tôi cần tiền chữa bệnh cho mẹ tôi nên tôi mới làm liều. Các anh tha cho anh em tôi đi. Vậy bây giờ anh phải khai hết sự thật. Anh đã nhận tiền của ai? Đưa bạn tôi vào khách sạn để chụp hình. Dạ, thật sự thì tôi không biết. Nè, giỡn mặt hả? Tôi thật sự không biết. Anh ta chỉ nói chuyện qua điện thoại. Tiền thì cho người gửi thẳng về mua thuốc cho mẹ của tôi, chứ tôi chưa hề gặp mặt. Vậy nếu bây giờ nghe lại giọng nói, anh có nhận ra được anh ta không? Dạ, chắc là được ạ. Lấy điện thoại của em nè. Em đổi sim rồi. Ừ. Hãy giả bộ gọi lòng số. Dạ. Alo. Alo. Dạ cho tôi gặp bác Chính ạ. Xin lỗi, lộn số rồi nha. Ủa, đây là số của bác Chính mà. Tôi đã nói là anh gọi lộn số rồi. Sao hả? Dạ đúng là tiếng của ông ấy. Anh hai, có chuyện gì mà hẹn anh ra gấp vậy? Thằng Phú là người đã hại anh. Em nói sao? Là nó đã thuê cô gái ở nhà hàng nhân lúc anh sai, đưa tới khách sạn để mà chụp hình. Sao em biết? Em đã tới nhà hàng đó điều tra và đã gặp được nam nhân viên đã giúp sức cho cô gái đó đưa anh tới khách sạn. Anh ta đã nhận ra giọng nói của thằng Phú là kẻ đã thuê anh ta. Nhận ra giọng nói? Em biết, với bằng chứng này mình rất khó buộc tội thẳng mặt nó. Nhưng mà hoàn toàn đủ để suy ra một cách chắc chắn chính đó là người đã hại anh. Và em tin chuyện này không chỉ có mình nó là chủ mưu đâu. À, hết hồn. Qua đây, qua đây nè. Chứ để em thôi con bật ngửa bây giờ. Xích qua đây nha. Dạ. Rồi, rồi, trốn. Lấy đồ chơi cho con. À. Ủa, thưa má. Ờ, con. Con mới về hả? Con tưởng má trong bệnh viện chứ. Má có chuyện muốn nói với con. Má ngồi đi. Có chuyện gì vậy má? Con với thằng Phú. Má an tâm đi, con và anh Phú không có chuyện gì đâu. Hay là con với thằng Phú dừng lại đi được không con? Con không hiểu ý má lắm. Hay là ít ra tụi con đừng có nhắm vào thằng Trung được không con? Thật ra năm xưa thằng Trung nó không có biết gì hết. Và khi nó biết chuyện là nó đã làm hết sức để cứu vãn và giúp gia đình con. Nhưng mà con biết không, lực bất tòng tâm, nó đã định bỏ đi cùng con. Nhưng mà con biết không, ba nó lại lấy căn bệnh đó ra để mà khống chế nó, nên nó mới phải có lỗi với con đó. So với những gì mà con và anh Phú phải gánh chịu thì những việc vừa xảy ra với anh Trung
Không là gì đâu. Sao không là gì hả con? Chỉ một việc con đã lừa dối nó, để cho nó trở thành một người cha không có ra gì, khi chối bỏ đứa con của chính mình là quá đủ rồi con. Ủa, cậu về hồi nào vậy cậu Trung? Dạ con mới về. Con hơi nhức đầu, dì lấy giùm con viên thuốc nha. Để dì lấy. Con mới về hả? Ba ơi. Bé Đan. Dạ. Bé Đan muốn đi ăn kem với ba không? Dạ muốn. Muốn không? Đi. Muốn thì lại đây. Con nó không thích ăn kem đâu. Nhanh lên. Nè, đi. Con không được đi đâu hết. Em làm cái gì vậy? Nó đang ho, nó không được ăn kem. Đi con. Thôi, tụi con đưa bé Đan cho dì đi. Con đừng làm cho nó sợ. Bé Đan, ra đây, bà nội cho bé Đan ăn bánh nha. Dạ. Nha, hôn bà nội cái coi. Sao tự nhiên em lại lớn tiếng trước mặt con vậy? Sao đây? Anh đã biến em trở thành một người vợ không ra gì rồi. Bây giờ anh lại coi em là một người mẹ không ra gì nữa hả? Anh nghĩ chúng ta nói chuyện sau, khi nào em bình tĩnh hơn. Đang nghiêng về phía của họ vậy. Thôi được rồi, anh sẽ về nói chuyện với má anh. Vậy bây giờ tính làm sao đây? Chuyện đã tới nước này, em sẽ thẳng tay. Vậy là trước giờ nhẹ tay hả? Thôi cái giọng mỉa mai đó với em đi. Chúng ta đang ở một giai đoạn rất quan trọng, liên quan đến thành công của kế hoạch. Anh chỉ muốn em phải sáng suốt hơn thôi. Em sẽ không bao giờ để cho công sức sắp đặt của em trong suốt thời gian qua đổ sông đổ biển. Trường Thịnh sẽ thuộc về em. Tất cả họ sẽ phải trả giá. Chán chú ghê. Chưa gì đã từ bỏ cuộc chơi rồi. Thôi, để cho chú nghỉ ngơi đi. Anh hai à, bây giờ thì anh em mình thoải mái nói chuyện với nhau rồi đúng không anh hai? Trời, vậy là nãy giờ em nói chuyện không thoải mái với anh à? Anh hai, anh hiểu em đang nói gì mà. Trọng à, anh muốn em thành thật trả lời cho anh câu hỏi này. Em đã bị nó kẹp bẫy. Đó là toàn bộ sự thật à? Em biết trước đây mình là một kẻ hay nói dối, nhưng mà lần vừa rồi em đã đứng trước bộ của má, em đã lập lời thề em sẽ không bao giờ nói dối, dù đó là chuyện nhỏ nhất. Anh tin em. Bây giờ đó là điều ý nghĩa nhất đối với mình hai à. Anh hai, còn một chuyện này nữa, nhất định anh phải tin em anh hai. À,
Em đang muốn nói tới chuyện của Hương à? Kỳ Hương không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh hết. Và anh Khải cũng vậy nè. Anh Hai à? Anh Hai. Vậy tại sao cô ấy không đến giải thích với anh chứ? Vì chị ấy tự ai khi phát hiện bao nhiêu năm qua người anh yêu nhất chính là Thu Hồng. Còn đối với anh, chị ấy chỉ là một người vợ buộc phải cưới. Với lại sau này chị ấy biết được bác Quý có một phần liên kết với ba mình, khiến cho công ty của nhà Thu Hồng phá sản, khiến ba cô ấy phải tự tử, thì chị Hai đã coi sự nhường nhịn Thu Hồng như là một sự bù đắp anh Hai à. Anh Hai, có thể anh chị không quay lại được với nhau, nhưng anh không được quay lưng lại với con của mình. Alo, tôi là Hồng đây. Nhưng mà chị là ai? Chị cần gặp tôi có chuyện gì không? Nó kìa, nó kìa, nó rồi. Alo. Cô Hồng, coi chừng. À. Cô Hồng, cô có sao không? Tôi không sao. Trời ơi, axit. Đi tìm anh Trung, con đã đi tìm chưa? Nó đi từ hôm qua tới giờ chưa có về nhà. Điện thoại thì không có được. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Thôi, con đừng có nói gì nữa. Con mau đi tìm anh con đi. Sao anh được về nhà? Anh chưa được xuất viện mà. Không về thì làm sao mà biết được cái nhà này đang nát bét ra. Anh, sao cái chuyện cô Hồng bị tạt axit ở trước cửa công ty lớn như vậy mà em không báo gì cho anh biết hả? Em Thằng Trung đâu? Dạ em cũng không biết nữa. Kêu người gọi nó về đây ngay cho anh, cả con Hồng nữa. Dạ em sẽ kêu tụi nó về. Nhưng anh phải quay trở lại bệnh viện nha. Sức khỏe anh còn yếu lắm. Anh tự lo được cho thân mình. Em kêu tụi nó về ngay cho anh. Dạ vậy. Cho tới giờ này, cô có nghĩ được ai là người đáng nghi ngờ nhất không? Như lần trước tôi đã khai với anh, ngoài vợ cũ của chồng tôi ra, tôi không thể nghĩ ra ai lại có thể muốn hại tôi như vậy. Vậy xin hỏi, những kẻ kia đã khai, ai đã thuê bọn chúng chưa? Theo lời khai của họ thì người làm chuyện này là một người đàn ông và một người đàn bà. Kẻ đó nhất định là tay tình nhân luật sư của cô ta, Thiên Khải. Mấy người kia đã khai là Hương và Khải thật sao? Hiện giờ các thông tin chỉ là một chiều. Cơ quan điều tra chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và sẽ cung cấp thông tin sớm tới gia đình. Không làm phiền gia đình nữa, tôi xin phép. Để tôi đưa anh ra. Không cần đâu, cảm ơn cô đã hợp tác. Chào cô. Chào ông bà. Dạ. Con có gặp Trung không? Dạ không thưa ba. Con đi tìm nó cho ba. Ba phải đợi tới khi nào nó về mới được. Dạ. Con định đi kiếm thằng Trung ở đâu? Hình như điện thoại của nó không có gọi được. Con sẽ ra ngoài tìm. Vậy con nói chú Phi đi với con đi. Con có nhờ anh Phú đưa con đi rồi. Anh cũng sắp về rồi má. Sáng nay đi làm á, má thấy thằng Phú nó không có được khỏe. Má sợ nó đi tới đi lui không có nổi đâu. Con nhờ chú Phi đưa con đi đi nha. Má à, con thấy mình ổn mà. Đi kiếm anh Trung liền em. Thưa má con đi. Phú. Dạ. Ma thấy hơi mệt,
Hay là con đưa má đi mua thuốc đi con. Nếu má thấy mệt á, má lên phòng nghỉ đi. Con sẽ kêu chú Phi mua thuốc cho má, hoặc là sẽ gọi bác sĩ Sơn qua khám cho má. Nhưng mà má à, con phải đi kiếm anh Trung liền về cho Dượng, nếu không là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Con đi nha má. Có vẻ như là má không muốn anh đi chung với em. Em yên tâm đi, má sẽ không hại anh đâu. Anh đừng có ỷ y như vậy. Anh thừa biết má là một người rất là mềm lòng mà. Em yên tâm, anh biết anh làm gì mà. Bây giờ mình đi đâu? Dạo một vòng, cà phê, xem phim, ăn uống rồi về. Kế hoạch đó được. Nhưng mà trước tiên thì phải diễn cho xong cái vở kịch này. Anh quên là ở nhà mình vẫn còn có cha mẹ, vẫn còn vợ con anh hay sao? Hai người tới đây làm gì? Anh à, mình về đi anh, Dương đang đợi anh ở nhà đó. Anh uống như vậy đủ chưa? Em đi về đi. Anh à, Dương đang rất mệt, Dương rất muốn gặp anh. Không cần phải năn nỉ ảnh giống như một đứa trẻ như vậy. Ba không bị gì hết. Anh còn cảm thấy anh cần ngôi nhà đó, và anh cảm thấy anh cần cha mẹ, cần vợ con anh, thì anh phải tự động đi về. Hôm nay anh không muốn về nhà. Em đi về đi. Anh, em hỏi lại lần cuối, anh có đi về không? Em về đi, anh không về. Em bỏ mặc anh luôn đó. Đúng rồi đó, mà kệ anh đi. À, vô đi. Thằng Trung về rồi hả? Dạ chưa anh. Vậy thì ra ngoài, đừng làm phiền anh. Anh, trễ lắm rồi, anh đi nghỉ đi. Thằng Trung á, nó về á, em hứa em sẽ gọi anh liền mà. Thôi, em đi nghỉ trước đi. Anh phải giữ sức khỏe cho mình chứ anh. Con cái mà nó sai trái thì mình từ từ mình dạy cho nó. Huống hồ thằng Trung á, lúc nào nó cũng theo anh hết á. Đó là chuyện trước đây thôi. Dạ nhưng mà... Thôi đủ rồi. Thưa ba má, tôi con mới má, về. Dương, thằng Trung đâu? Tụi con đã tìm được ảnh rồi, nhưng mà ảnh nhất định không chịu về. Mặc dù con đã năn nỉ hết lời rồi đó ba. Con có nói là ba đang tìm nó không? Dạ có. Con gọi cho nó, nói là ba bệnh nặng lắm, ba muốn gặp nó và kêu nó về gấp. Ba. Anh, không có được đâu anh. Gọi đi. Dạ, để con gọi. Dượng đừng giận à. Mở loa ngoài để Dượng nghe. Dạ dạ dạ. Đừng có gọi cho tôi nữa. Tôi đã nói là không về, nghe chưa? Anh ơi, Dương trở bệnh. Tôi mặc kệ, trở bệnh hay không trở bệnh, dẹp hết đi. Ừ.
Tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà. Tại sao cứ gạt tôi hoài vậy? Tôi bị gạt như vậy là đủ rồi.